Vậy thì bạn đã thử được bao nhiêu cốc trà mang cụt rồi? Liệu rằng bạn đã biết cách làm ra nó chưa? Cùng mình đi tìm hiểu nhé. Việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là đi chuẩn bị trà hoa đậu biếc. Trong lúc đợi trà ngấm nước thì chúng ta sẽ chuẩn bị một quả mang cụt và dầm nhuyễn nó. Cả hai bước này thì đều rất là dễ rồi, đừng có ông nào nói với tôi là không làm được nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào bình lắc 100ml nước lọc kết hợp với đá. Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó thì phải, áp dụng ngay quy tắc 3 giây, nhặt viên đá, thả vào ly. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi lấy nước cốt của một quả chanh giấy. Nguyên liệu cuối cùng cần phải cho vào bình shake đó chính là đường. Bây giờ thì chỉ việc đậy lắp bình shake và lắc đều lên thôi. Sau khi lắc xong thì chúng ta sẽ gạn ra ly. Phần hỗn hợp có cả thịt của mang cụt, vừa uống vừa nhai mình thấy khá là bắt miệng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rót trà hoa đậu biếc lên trên để tạo cho cốc đồ uống được thành hai phân tầng. Cuối cùng là khâu đoạn trang trí để cho cốc đồ uống được bắt mắt hơn. Nếu như bạn đang muốn mở quán mà chưa biết pha chế thì hãy follow mình ngay nhé.